cái chân gà nó nghe cái mùi khác với lại cái chân vịt các bạn. Chân gà nó là chân gà nướng á, nên nó nghe cái mùi mùi của mùi kiểu như nướng. Còn đây cái này là chân gà cay nè, cái này là không cay nè. Cái này chủ yếu là mình mua chân gà mua thử thôi, còn chân vịt là chủ yếu là nó là ngon hơn chân gà luôn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Hồng Dương TV nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái món đây rất là hot của giới trẻ nha. Đây là cái chân vịt cay đặc sản của Phúc Kiến đó các bạn. Mình sẽ ăn, mình chấm muối ớt chanh hoặc là muối tiêu chanh. Còn đây mình không có chanh nên mình vẫn tắt sẽ thơm hơn ha. Và cái này mình mua thêm một loại nữa là chân gà nướng của Tứ Xuyên. Cái này là cái loại màu vàng là cái loại mà không cay. Còn cái màu đỏ là cái cay. Còn cái chân vịt cay này á, nó cũng có hai loại. Cái màu đỏ thì nó sẽ rất là cay luôn, còn một cái là màu xanh nữa là không cay, nhưng mà nọ lúc mà mình đặt mua thì cái màu xanh nó đã hết rồi. Nên mình mua luôn cái màu đỏ. Thì một bịch á, một bịch thường, một bịch mà nguyên vẹn mà chưa cua nó sẽ là như vậy, là khoảng tầm 30 cái các bạn nha. Nhưng mà đây mình mua được chỉ có, lúc mà mình mua thì cái web mình cũng hết hàng á. Hiện tại món này đang rất là hot luôn á, nó chỉ còn có mười mấy cái chân vịt thôi à. Nhưng mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mình sẽ xé cái chân vịt cay trước nha. Mình sẽ xé 4-5 cái, mình cho ra cái dĩa này trước nha. Thơm lắm các bạn. Lúc mà mình mới xé ra mình nghe cái mùi mà ớt, mà ớt cay của Tứ Xuyên á. Tại hôm trước mình có đi Trung Quốc á, mua mấy cái lẩu, cái gia vị lẩu mà lẩu Tứ Xuyên á, nó thơm cái mùi này nè các bạn. Tại giờ nó có cái gia vị, cái này gọi là gì, quế gì mình cũng quên rồi. Mấy cái loại này nè. Ngon quá ha. Thêm một chân nữa nha. Nghe nói là ăn mà ghiền luôn các bạn. Cái này mình mua thì cái phần chân vịt này á, bằng với lại cái chân gà luôn, đồng giá. Thì 10.000 đồng cho một chân ha. Đây là cái chân gà không cay nè. Tháo ra luôn nha. Cái chân gà nó nghe cái mùi khác với lại cái chân vịt các bạn. Mà chân gà nó là chân gà nướng á, nên nó nghe cái mùi của mùi kiểu như nướng. Còn đây cái là chân gà cay nè, cái này là không cay nè. Cái này chủ yếu là mình mua chân gà mua thử thôi, còn chân vịt là chủ yếu là nó là ngon hơn chân gà luôn. Rồi này ha, hai cái chân gà và chân vịt mình lấy nó ra để lau vô cho nó. Mình sẽ nặn tắt vô cái chén muối ớt các bạn. Mình chuẩn bị hai cái chén gia vị chấm muối ớt và muối tiêu luôn. Mình ăn thử cái cay. Hấp dẫn, chảy nước miếng mình chưa ăn các bạn. Mình ăn chân gà trước nha, chân gà cay. Nó mới cắn vô cái da nó giòn lắm luôn các bạn. Ngon thiệt. Nó này là chân gà cay mà ăn đâu có cảm thấy cay lắm đâu. Đúng là ngon dân bất hư truyền các bạn. Mình chấm thử cái muối tiêu nữa ha. Rồi coi mình coi cái nước chấm nào ngon hơn. Chấm muối ớt ngon hơn các bạn. Hèn chi không làm mình thấy
Trên mấy trang fan nó bán quá trời luôn. Nhưng mà tới lúc mình mua là nó hút hàng, nó không còn. Cái chân gà, cái da bên ngoài nó áo trên một cái lớp, nhưng mình cũng biết gọi là gì mà mình thấy nó giòn lắm nha. Cái này mà nhậu là bắt mồi lắm nha các bạn. Bình thường á mình cũng rất là thích ăn chân gà. Nhưng mà nó là chân gà nướng, nướng cay cháo xuyên, mình cũng tưởng là tại trước mình đi Trung Quốc á, cái ớt của tuyến xuyên á nó cay mà nó đỏ ao luôn, mình tưởng đâu cái chân này mở ra nó phải đỏ dữ lắm á. Tắm chứ cái muối cay chứ mấy cái chân cay luôn á. Muối này hơi cay, ớt này hơi cay. Mình chấm muối ớt ngon hơn chấm muối tiêu nha. Cay quá. Cam mã đã rồi. Đỏ mặt luôn. Chắc chuyển qua chấm muối tiêu quá. Chấm nước ngon lắm nhưng mà cay. Nhưng mà cay hơi dở. Nó lớp áo này ở ngoài nè, không biết là cái gì nữa. Cái lớp gia vị á. Hồi trước mình đi Trung Quốc á, nó hay bán mấy cái loại mà thức ăn nhanh mà đóng gói vậy nè. Nó có nhiều thứ lắm. Hồi trước mua về cái gì ta? Trứng bắp thảo rồi mà nó cũng cho vô nữa. Măng tây rồi. Mực cay nữa các bạn. Mực với bạch tuộc á. Nó cũng đóng gói nha. Các bạn đừng thích ăn chân, ăn cái này đúng. Bây giờ mình sang cái chân vịt nha. Chân vịt nè các bạn. Không dám chấm muối ớt nào, cay quá. Nó là cái chân vịt màu đỏ cay hơn cái chân vịt màu xanh. Mà đâu thấy cay đâu. Chỉ có chấm cái muối ớt của mình nó cay. Hồi trước lúc cái này nó mới ra, nhìn thấy chỉ có 7.500 đồng một chân rồi. Giờ lên giá rồi, chắc do hút hàng á. Các bạn đừng có chê đồ ăn của Trung Quốc là không ngon nha. Hôm trước á, mình đi Trung Quốc á, tất cả các đồ ăn của Trung Quốc đều rất là ngon nha. Chẳng hạn như cái hạt mắc ca ở bên mình á, lúc mà Tết rồi mình cũng hay mua đó. Nó không có béo bằng lúc mà mình qua Trung Quốc mình mua luôn á. Mình bán không có rẻ đâu nha. Hàng nội địa Trung Quốc không có rẻ đâu. Còn xuất về Việt Nam á thì mình không biết là dân Việt Nam mình mua lại theo như thế nào, nhưng mà bán rẻ.
mình nếu đúng đúng hàng mà có nguồn gốc đó, có công ty ở Trung Quốc không có rẻ đâu. Bữa giờ thấy mấy đứa nó ăn thèm chết luôn mà đâu có mua được đâu, không ai mua được á. Cái này chấm với mưa ớt ngon ghê luôn á, mà mình sợ cay quá, tại nãy là mưa ớt đâm ớt hơi nhiều. Chung là cái gia vị ớt á, nếu như là ăn trên gà trên vịt á, nó xem nhau. Có cái hình như là cái chung vịt nó thơm hơn á, thơm mấy cái mùi gia vị mà có, tại nó có cái quế này nè, quế này người ta thường nấu lẩu rồi á. Các bạn nào mà chưa ăn á, thử nhiều lần cho biết nha, ngon. Nó không biết nó làm sao mà nó rất là giòn luôn nè, giòn mà vừa ăn mà giòn mà dai. Nãy quên à, quên lông bì nữa ha. Như lý tủ lạnh có luôn á. Vâng, quên. Nhà ăn chân vịt thấy cảm thấy ngon hơn chân gà. Ngon quá. Mình thấy cái bếp mà mình mua nó cũng có nhiều món đóng gói từ Trung Quốc lắm. Nhưng mà hôm nay mình chủ yếu mua chân vịt, chân gà. Mới uống nước xong các bạn, cay chảy nước mũi luôn. Thì các bạn nào mà muốn thưởng thức chân gà và chân vịt cay của Tứ Xuyên và Phúc Kiến thì hãy mua trên hôm qua mình mua trên Shopee á, cũng có những cái trang trên Shopee nó bán á rẻ ha. Còn hiện tại bây giờ mà mua ở ngoài hình như là hết rồi, bữa giờ mình kiếm trên mấy trang Facebook sắp nào cũng hết đó rồi. Bây giờ mình xin kết thúc video của mình đây nha. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video của mình và ủng hộ kênh của mình. Xin chào các bạn.